sinh thái số, về hạ tầng, Viettel đã phủ cáp quang đến 95% các xã tại Việt Nam và dựng 170.473 trạm phát sóng di động tại 11 quốc gia trên toàn cầu. Tập đoàn đã có bốn đường trục Bắc Nam, một đường trục Đông Dương và sáu hướng kết nối quốc tế cả trên biển lẫn đất liền với chiều dài 500.000 km cáp quang. Đây là hạ tầng nền tảng quan trọng phục vụ cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Những thành tựu lớn đó có đóng góp không nhỏ của phong trào thi đua quyết thắng ở tập đoàn Viettel với phương châm cái gì tốt không tốt mãi và hôm nay tốt hơn và khác ngày hôm qua gắn với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Tại đại hội, tập đoàn Viettel đã phát động thông điệp thi đua 2019-2024 là kiến tạo xã hội số với khẩu hiệu thần tốc hơn, quyết liệt hơn, thành công hơn. Theo đó, Viettel đặt mục tiêu giữ vững vị trí tập đoàn kinh tế số một quốc gia, duy trì tăng trưởng 10% trở lên, trong đó công nghiệp công nghệ cao đóng góp 50%, tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận và vào top 20 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất thế giới. Phát biểu tại đại hội, thiếu tướng Lê Đăng Dũng, quyền chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Viettel cho biết, trong giai đoạn phát triển lần thứ 4 với vai trò tiên phong kiến tạo xã hội số, tập đoàn Viettel sẽ không chỉ tính bài toán kinh doanh cho riêng mình, mà phải tạo nền tảng hệ sinh thái cho các doanh nghiệp khác cùng phát triển.